Đây nhá, hello các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trailer BT Nhật Đức. Đây, mình thì đã có cái gương xịn của Hilo, là Hilo 500. Đấy, thì có để từ năm ngoái đến năm nay dành phần cho anh trai. Đây, anh trai rất cực kỳ là kỳ tính luôn. Nào, ngã rồi không? Đây anh ơi. Đây, phần ông anh nhá, từ năm ngoái đến năm nay luôn, vấn đề phần ông anh. Đúng rồi, của anh đấy, em bày ra để bán cho khách cái bên lái còn bên phụ. Đây u của anh còn gì nữa, chạy nó yêu được nữa. BMA thì không có, BMA khác kiểu. Đây anh vẫn đây, vẫn năm ngoái đây, từ năm ngoái năm nay cho anh trai luôn. Để nối mọt này, mọt mối luôn này, sợ vỏ mối ăn luôn. Đây gương xịn Isaban nhá. Đây Isaban xịn đây nhanh nhá, không chạy đeo được nhá, mới đi Isaban rồi. Từ năm ngoái năm nay để phần cho ông anh xịn 100% luôn. Trung Quốc ra được, anh xịn 100% tùy anh xuất nhập khẩu đây mà chạy đeo được. Gương xịn chính hãng nó có cái này, còn gương thường không có. Để phần cho ông anh một cái duy nhất, có một cái duy nhất thôi, không ngoài thứ hai các bạn nhá. Xịn 100% luôn. Vừa em bán rồi, em bán suốt rồi. Em bán em bảo vừa đai u mà đi. Anh biết không, xịn nó còn làm một lỗ thở đây này. Lỗ thở này. Còn hai lỗ thở. Táo to mà. Chuẩn táo to rồi. Bác đặt vào đây, bác cho em một tí xà phòng một cái đầu táo, ấn vào đây vừa luôn. Xong bắt lại cái này là vừa. Bắt xong bắt ụp này vào cho em là xong. Quá xịn luôn này các bạn. 300 à? Đây 400.000 đấy nhá. Isaban các bạn nhá. Thế đi Isaban. Đấy không? Bàn Trung Quốc. Không, Trung Quốc sao được. Em nói nha, Trung Quốc đố dám dập Isaban vào đây. Dập Isaban đây nó kiện chết. Hàng xuyên Hilo xuất nhập khẩu, anh bảo làm sao mà dám chém gió được. Hàng nhà máy nhập khẩu, nhà ga chém gió được. Đó. Gương này là có một thời gian em nhập được tuần từ bên ngoài ra, trong áng có tuần ra thôi. Chứ còn ngoài thị trường lấy đâu ra gương này nhập được. Đây rồi, nó vừa lắm rồi. Không vừa ra em thoải mái mà. Đây các bạn này, hàng xuất từ hãng ra luôn này. Đấy, có những thỉnh thoảng mình có những cái đồ xịn ấy, kiểu như là đồ trong hãng. Anh em kiểu như là người ta dọn kho, tồn kho, người ta nhảy ra ngoài người ta bán ấy. Đó thì mới được những cái gương xịn như thế thôi, chứ còn bình thường lấy đâu ra gương xịn đấy. Gương đấy chỉ có Hilo. Không cần hóa đơn, em mua cho cái cáp visit của anh là được. Không, tôi phải tính toán. À, anh ta có tiền, anh ơi. Em cứ tưởng anh bảo là cần người hóa đơn 5 chữ. Em ghi đúng giá ghi hơn đấy anh. Anh em ghi đúng giá ghi hơn. Ghi đúng giá ghi hơn. 500 rồi.